Chào tất cả anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đạp với Công Trình nha. Hôm nay mình sẽ quay một cái clip nhỏ ở tại chợ Đà Lạt. Hôm nay là ngày 2 nha. Anh ngày 1 chứ. Ngày 1 anh ơi. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển cái camera ra mày trước nha. Tiếp tục anh em. Trong buổi tối nè, buổi tối rồi là homestay. Rất là hay anh em. Nói toàn bộ là ở trong này là nhà gỗ nha. Nhà gỗ. Nhà gỗ hoa. Rất nhiều. Đấy, hai bên dãy nhà gỗ. Ở 6A nha anh em. Đấy, mình chụp một tấm nữa.